Thế là bao bán cặp bao nhiêu? 12 triệu con ạ. 12 triệu à? Là rẻ nhất rồi, còn cái loại 18, 20 triệu thì các con không nên mua. Nhưng mà vé này có chắc chắn vào được không? Không con thì... con số điện thoại của cô chụp ảnh cho chụp ảnh chứng minh thư của cô, đền cô đền 1 gấp 10 con luôn, không vào được. Đấy. Bán là phải có bảo hành, phải có đảm bảo. Chỉ cần đưa chứng minh thư ra công an. Con đây có phải 100, 200 đâu mà các u bán đồ đều. Con công nhận không? Thì ảnh chứng minh thư đây, vào. Ảnh chứng minh thư đây. Đàng hoàng ở nơi, đấy, đấy là bán, đấy là bỏ lại. Số điện thoại đây, có gì ok, gặp nhau, nếu không vào được đền 1 gấp 10. Có trở lại mua được. Đây, không có vé mà bán. Làm gì có vé đâu, lại người nhặt người mà. Vì những cái vé này là vé mời. Con lấy bao nhiêu cặp u lo bằng đấy cặp cho con. Cái này B, cửa 1 đẹp luôn. Bao nhiêu? 13 triệu. 13 triệu. Chứ? 10 triệu để chị. 10 triệu được khoai bán. Làm gì có 10 triệu của con. Con lấy như vậy, lấy 1 triệu 500, 112, lấy 1 triệu 500. Là... Có gì lúc nãy con nói 10 triệu con kêu lại đấy. 10 triệu CD con ạ. Các con cứ mua một lần thì bao nhiêu năm được có một lần chi game mà con cũng mua một lần, nên lần sau tôi con người về chắc là các con nói thật không ơi. Không được bán sai. Đấy. Đấy. Không cần bàn thêm về sức nóng của trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Ở khu vực xung quanh sân Mỹ Đình, lực lượng phe vé đông đảo đang ra sức chèo kéo khách hàng. Một cặp vé mời khán đài B cửa số 4 được rao bán với mức giá trên 10 triệu đồng. Trong khi đó, ở các trang bán vé chợ đen trên mạng xã hội, mức giá cho một cặp vé xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games còn khủng khiếp hơn, khiến nhiều người giật mình. Một cặp vé mời khu vực VIP được rao bán với giá hơn 40 triệu đồng. Với mức giá trên trời, tình trạng bán vé chợ đen dù khá ảm đạm nhưng các phe vé vẫn nhất quyết không hạ giá và còn cảnh báo người mua rằng giá vé sẽ tăng mạnh khi đến sát giờ trận đấu diễn ra. Trước đó, ban tổ chức SEA Games 31 đã bán ra hơn 19.000 vé với hình thức trực tuyến, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Còn lại là 20.000 vé mời được phát miễn phí